Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Đam Mê. Thì ở trong video này, tôi xin giới thiệu cái phần 5 của cái khai cuộc là Ngũ Lục Pháo đối Bình Phong Mã, với một cái biến thực chiến giữa Tiền Hồng Phát và Tôn Thủ Thành, cũng là một cái cạm bẫy trong cái khai cuộc mà Tiền Hồng Phát đưa ra rất là hay. Ván thực chiến như sau: pháo 2, bình 5, mã 8, tấn 7, mã 2, tấn 3, xe 9, bình 8, xe 1, bình 2, chốt 7, tấn 1, xe 2, tấn 6, mã 2, tấn 3, mã 8, tấn 9, mã 7, tấn 6, xe 9, tấn 1, tượng 3, tấn 5, pháo 8, bình 6. Và tới lúc này, tránh cái nước là mất quân như ghi video trước, thì bên hậu đã không dùng sĩ 4 tấn 5. Thì các bạn có thể lật lại video trước để xem tại sao nếu bên hậu dùng sĩ 4 tấn 5 thì bên tiên sẽ giành được ưu thế hơn quân. Lúc này bên hậu đã chọn phương án là chốt 3 tấn 1, nhằm phục nước tiếp theo là sẽ dùng pháo 2 tấn 2 để giữ mã sau khi bên tiên có dùng xe 9 bình 4. Và quả thật bên tiên dùng xe 9 bình 4. Lúc này bên hậu, tức là Tôn Thủ Thành, dùng pháo 2 tấn 2 để giữ mã, hòng phục nước tiếp theo là sẽ dùng pháo 8 bình 6 để đổi xe, có thể là bình ổn thế trận. Thì lúc này bên tiên đã đi một nước rất là táo bạo, đó chính là pháo 6 tấn 3. Thì đây là một nước rất hay của Tiền Hồng Phát đã đưa ra, ở cái chỗ là sau khi đổi pháo thì bên tiên sẽ kìm được quân pháo và quân xe của bên hậu ở lỗ 8, và có thể tận dụng cái cơ hội này để tạo cái ưu thế là hơn quân. Lúc này bên hậu pháo 2 bình 4 và bên tiên tấn xe để ăn mã. Bên hậu sĩ 4 tấn 5. Bên tiên tiếp tục dùng pháo 5 tấn 4. Và bên hậu mã 3 tấn 5. Bên tiên bình xe ăn lại pháo. Thì tới lúc này bên hậu mã 5 tấn 6 để bắt đôi xe và mã. Xe 6 thoái 3, chốt 1 tấn 1. Thì như cái hình cờ này, ta có thể thấy là bên tiên đã giành ưu thế hoàn toàn ở cái chỗ quân xe ở lỗ 2 đã kìm được quân pháo và quân xe ở lỗ 8 của bên hậu, thì bên hậu rất là khó đi. Ngoài ra bên tiên còn ưu thế một chốt đầu, do đó khả năng giành chiến thắng là rất cao. Và trong cái thực chiến thì Tiền Hồng Phát đã duy trì được cái ưu thế và giành chiến thắng rất là dễ dàng trước cái đối thủ là Tôn Thủ Thành. Thì trong phạm vi của video này thì tôi xin phép chỉ giới thiệu đến cái phần khai cuộc, còn cái phần chung cuộc và tàn cuộc thì sẽ tùy thuộc vào sức cờ của mỗi kỳ thủ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Một lần nữa chúc các bạn thành công.